Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft bị Salmon siêu cấp. Và tình hình là mình cũng đã sở hữu cái dòng Dynamax rất là lâu rồi các bạn ạ, cũng mấy ngày trời rồi. Nhưng hiện tại thì mình chưa có thể biến cho bất kỳ Pokemon nào của mình thành cái hình dạng Gigantamax hết. Ồ, khá là tiếc ha. Nên là hôm nay quyết định là mình sẽ... Mình sẽ đi tìm đảo nấm Max, rồi sau đó biến Pokemon mình thành dạng Gigantamax các bạn ơi. Nhưng mà khoan, ở hướng này mình thấy có Latias xuất hiện. Ở rồi. Ủa, mới thấy đây mà. Ôi trời trời trời, Latias bay qua bên kia luôn các bạn ơi. Ồ, nhưng mà đây là Latias bình thường thôi. Ủa, đây là Latios. Latios bình thường thôi các bạn ơi. Ok, thôi được rồi, dạng bình thường thì cũng sẽ chinh phục em thôi ha. Mình sẽ lựa chọn Kyurem Advent của mình ra trận để coi coi chúng ta sẽ cấu rỉa máu như thế nào đây. Hyper Voice có vẻ là rỉa máu tương đối tốt nè các bạn ơi. Tiếp tục nè. Xong cấu rỉa máu thành công rồi các bạn. Ui dồi, mới bắt đầu ngày mới thôi mà chúng ta đã có tin vui rồi, xuất hiện Latios gần nhà. Ê, sao hôm nay mình có cảm giác là chúng ta sẽ may mắn á các bạn ơi. Trước mắt là sẽ ráng bắt Latios về đội trước nha. Đây rồi. Cuối cùng Latios cũng đã về đội của mình rồi các bạn. Sắp tới mình sẽ gán tìm thêm Latios nữa là chúng ta sẽ có bộ đội luôn các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Và Latios của mình thì sẽ là một Pokemon mang song hệ rồng và siêu linh á. Có kỹ năng tấn công luôn nè. Được á chứ. Thôi thì mới về đội chắc là mình sẽ cưỡi Latios đi khám phá ngày hôm nay luôn nha. Hy vọng là cưỡi ẻm chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn á. Ok. Quay, bay hơi bị nhanh luôn á nha. Hợp lý thật sự. Nhưng mà trước khi đi thì chắc mình cũng phải chuẩn bị thêm lương thực các bạn ơi. Với cả là làm theo một số món đồ nữa. Lương thực thì mình sẽ ghé qua cái vườn cà rốt của mình, cái ruộng cà rốt của mình. Đó, để mình hái thêm cà rốt ha. Bữa giờ mình gặm cà rốt hơi nhiều các bạn. Kiết chắc mình thành lọc thỏ luôn quá. Rồi, vô trong nhà. À không, ở đây được không? Mình còn vàng không? Ui dà, mình hết vàng trong trong cái điện thoại rồi các bạn ơi. Trong rương thì sao? Hên quá, trong rương còn ít vàng. Tưởng đâu hết vàng là đói tiếp rồi đó. Rồi, sau đó thì đổi sang cà rốt vàng thôi. Tiếp theo thì mình sẽ cần có một chút gỗ nữa. Bởi vì để làm được cái súp mắt thì tất nhiên rồi, chúng ta cần phải có cái tô để làm ra súp ấy chứ. Và cái tô thì sẽ được làm từ những cái gỗ này nè. Mình đổi ra ván đi ha. Rồi, đặt theo công thức như vậy. Đó, mình làm đâu cả gần cái stack tô luôn. Không biết có đủ nấm để chế tạo không nè, mà chế cho cả đống cái tô. Mà thôi kệ, hà dư đỡ hơn tới lúc đó không có mà chế các bạn ơi. Giờ đi luôn nhờ. Tại vì cái đảo có cái nấm mắt á, mình chưa có tìm được các bạn, nên là chắc hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá hơi bị nhiều á nha. Ý, nhưng mà hình như trong đây mình còn một ít Ultra Ball với lại heavy nắp Heavy Ball chưa có được chế tạo nè. Để mình chế tạo cho xong luôn cái đó. Có thêm ít bóng chứa phòng hờ các bạn ơi. Đây, đầu tiên là Ultra Ball, kế đến sẽ là Heavy Ball. Phần đế mình cũng sắp hết rồi nè. Dự là chúng ta sắp phải đi mai thêm rồi đó các bạn ơi. Rồi, hướng đi thì mình sẽ ưu tiên đi về hướng nào cho hên vậy ta. Hướng này đi. Mà bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong Lovefruit, Refine, Unit Tower Defense thì có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần bình luận nha. Sẵn tiện lượn lờ ngang cái cánh rừng này coi. Để coi buổi tối có gặp thêm Necroma hình dạng đặc biệt đồ hay không ha. Chỗ này lại phát sáng đó nè. Tính ra cái đen gần nhà mình hay phát sáng lắm luôn á các bạn ơi. Và lần này là một em bướm. Hiệp bọ với lại hiệp bay em này 4 sao luôn nha. Thôi được rồi, kèo này mình sẽ cho Charizard của mình ra trận các bạn ơi. Ok, Vivillon sẽ chống chịu như thế nào đây? Ok, nửa cây máu. Wow, rất là nhanh thôi. Mình đã đánh bại được Vivillon rồi và... Ừ luôn ha. Test nhân phẩm đầu ngày. Chẳng lẽ... Ui, bể thiệt. What?
các bạn có thấy mình hay cái vụ kiểu như là Pokemon trong đen đầu tiên lúc nào cũng vậy? Lần nào mình bắt cũng là bể bóng chết nha. Ồ, riết là mình quen luôn á các bạn à. Ngày nào cũng phải bể bóng chứa một lần như vậy. Không biết khi nào mới trở lại thành lọc một bóng giống như lúc trước ha. Hả? Oh my gosh. Ở trong cánh rừng này mình phát hiện đây là... Ủa sao cái cánh giống xét rơm vậy? Ê, cái cánh này gan xét rơm luôn nha. Nhưng mà đây là boss. What? Ủa? Ủa chỗ róc rút khiêu chiến đi chứ. Ok cưng, đừng manh động gì chứ. Mình sẽ coi thôi coi. Đây là boss gì đây? Bây giờ mình phải lựa đội hình lại ông ta. Đội hình này mình sợ là không đủ sức để đánh nhau với boss này các bạn à. Hình như đây là boss cấp độ Ultimate lận. Hiện tại thì có Rayquaza với Charizard God là cấp 100 thôi. À, đây là Zekrom Fusion các bạn ơi. Ủa sao cái mặt này giống Charizard vậy các bạn? Ơi, vậy là đây là dạng Zekrom kết hợp với Charizard rồi. Oh no. Đừng nói là one shot Rayquaza Necro nha. Ừ, hên quá, không bị one shot các bạn ơi. Cơ hội để Rayquaza Necro solo với Zekrom Fusion hả? Ok, Dynamax lên lấy lợi thế trước. Đấy nè. Wow, liệu rằng Rayquaza Necro có gánh tem được không? Chụi tê liệt rồi. Hay lắm cưng. Ngon ngon các bạn ơi, kẹo này. Rayquaza Necro. Được không, được không? Chuẩn bị nè, phản đòn. Hay. Wow, chỉ hơi tiếc đó không phải là Zekrom bình thường để mình có thể chinh phục á. Ui, tiếc thiệt sự luôn á. Trời, bữa nay còn gặp thêm một cái dạng Zekrom mới nữa. Zekrom Fusion. Quay được nha. Mới mốt phải gán tìm Zekrom Fusion để về bầu bạn với Zekrom nhà mình mới được. Vào nãy thì mình được một cái Millennium Set à. À, viên đá Z cho Mew á các bạn. Một cái 500. À, cái 500 này được nè. 500 này thì mình sẽ cho Zekrom ha. Ừ, tại vì Zekrom cũng có kỹ năng hệ điện á. Mà cái 500 đó thì sẽ tăng sức mạnh cho mấy kỹ năng hệ điện. Hợp lý, hợp lý. Rồi lượn lờ ở trong cánh rừng này coi. Biết đâu một hồi mình gặp ở cái dạng thường rồi sao. Mình phải có niềm tin. Hôm qua cũng vậy đó các bạn. Hôm qua mình gặp Kyurem Advent Boss sau một hồi. Gặp được Kyurem Advent bình thường liền. Đã gì đâu á. Hy vọng hôm nay nhân phẩm chúng ta sẽ lặp lại ha. Và phía bên này là cái đen gì đây? Ồ, một em chim hay sao các bạn ơi? Ồ, em chim này hệ tiên với cả là hệ bay nè. Thôi được, Zekrom mới có cục 500 đúng không? Cho ẻm ra luôn. Test coi coi có cục 500 thì ẻm giật điện có thốn hơn hay không á. Alright, chuẩn bị nè, đỏ nửa cây máu chứ bộ. Rồi, kết thúc luôn. Trời, và ẻm cho tới tận 3 cục kẹo Dynamax luôn. Quá đã. Và sẽ tuyệt vời hơn. Không tuyệt vời lắm các bạn. Bỏ qua đi. Hai lần rồi đó, thất bại trong việc chinh phục Pokemon trong đen hai lần liên tiếp rồi. Cái gì mà nhỏ nồi vậy? Ơ kìa. Ở đây là cái rương gì đây? Ổ khóa gì? À, ổ khóa lá các bạn ơi. Ê, nghề mình, nghề mình. Các bạn để mình nha. Từ từ lấy chìa khóa ra cái đã. Bữa nay mới được hành nghề nè các bạn. Chìa khóa lá có luôn. Và ta-da. Trời, được một cái miếng blade. Một ít cái đồng xu. Cái này thì có thể ném vô cái giếng á. Bữa giờ mình quên lụm các bạn. Ok, lụm ít đồng xu đi. Mới mốt có gì test nhân phẩm ha. Ê, chìa khóa gỗ. Chìa khóa này mình chưa có các bạn ơi. Hợp lý nha, lụm luôn. What? Mopeco. Cái nhóc này sao nhìn giống Pikachu vậy các bạn. Nhưng mà kiểu như màu sắc hơi kết hợp hết nè. Một bên đen, một bên nâu. Cái mình thì màu vàng. Dễ thương vậy. Em này là hệ bóng tối và hệ điện nha. Được đó, được đó. Tiêu chiến giảm cái coi. Sau đó thì chúng ta sẽ tung Quick Ball. Ê, lộn, rồi luôn, tung nhầm Deep Ball rồi. Và cả tay chân gung gung bấm tầm bậy tầm bạ rồi. Lại. Lần này không có lộn vậy nữa nha. Quick Ball mới đúng. Đây, Quick Ball, đây nè. Không phiền.
để coi Quickborn có được hay không. Em này mới cấp 12 thôi các bạn. Ui có vẻ là được nè. À gọi luôn. Đây là Morbeko Full Belly Form các bạn. Trời, em còn có dạng Hungry nữa nè. Một dạng là vui vẻ, một dạng thì tức giận nữa các bạn. Thôi, đừng có tức giận nha. Trời đất ơi, đã vậy còn có Reshiram xuất hiện ở trong cái cánh rừng này các bạn ơi. What the heck? Reshiram, một em rồng trắng các bạn ơi. Hôm bữa mình đã bắt được rồng đen rồi, bữa nay mình mà bắt được rồng trắng là chúng ta được bộ đôi luôn á. Ở đây nè. Mình đã gặp được Reshiram rồi các bạn ơi. Zekrom, cho Zekrom chiến đấu với Reshiram luôn nha. Hay là Latios. Nãy giờ Latios chưa có được chiến đấu nhiều các bạn ơi. Ok, mới về đội nên cho Latios chiến đấu cái đi ha. Dragon Push. Ok, hết hồn. Tưởng đâu knock out luôn Reshiram chứ. Wow. Coi em rộng trắng này kìa các bạn, hơi bị đẹp luôn nha. Rồi, Reshiram thì mình sẽ tung Ultra Ball thử xem. Được không? Hôm qua Ultra Ball bắt được Zekrom các bạn. Ui chà, có vẻ là bắt Reshiram hơi khó nha. Không sao, mình sẽ thử thêm nhiều lần nữa. Tại vì đây cũng là em rồng xịn sò mà. Rồng trắng cực đẹp nên là chúng ta phải kiên trì lên các bạn ơi. Ui, nhưng mà nếu như vậy thì mình có thể kết hợp Reshiram với cả là Theorem ở nhà mình nữa. Ui, được luôn rồi. Wow. Oh my god, Reshiram và Kyurem. Ê. Hợp lý các bạn ơi. Vậy là đội hình của mình sẽ có tổng cộng là 2 Kyurem luôn các bạn. Chuẩn bị nè. Từ, để mình đưa cái nhóc Kyurem này ra cái đã. Reshiram ra luôn. DNA Splicer thì mình cũng có mang theo nè. Và kết hợp hai em này lại. Bam. Ủa? Ê, khoan. Mình phải đưa Zekrom vô trong cái đó. Rồi lại coi. Bam. Đó. Kết hợp Kyurem với cả là Reshiram thành công rồi nè các bạn. Reshiram thì là một Pokemon hệ rồng và hệ lửa ha. Và khi kết hợp với Kyurem thì chúng ta sẽ tạo thành cái hình dạng Kyurem White Form nha. Wow. Có được Fusion Player đâu nữa nè. Quá im luôn các bạn ơi. Ok, bữa nay mình sẽ dùng đội hình 2 Kyurem ha. Rồi, bồi thêm là Zekrom luôn. Hợp lý đó. Chuyến đi tìm đảo nắm mắt này có vẻ là hơi bị bội thu các bạn ơi. Chưa gì là mình thấy thú vị rồi đấy. Hy vọng là nhân phẩm chúng ta sẽ tiếp tục duy trì ở cái mức hên như vậy hoài á. Gặp thêm nhiều huyền thoại thì càng tốt. Quầy biến căng các bạn ơi. Mình đang đánh Lavesta Boss Uncommon thì trước mặt mình xuất hiện Groudon Ultimate. Ok, Urshifu, ráng mà chiến đấu cho mau lên cấp nha cưng. Thêm một đòn nữa nè. Dĩ bây giờ hay lắm. Wow, mình được cái gì đây? Một cái viên đá màu tím riệm tìm sim. Đây là một khối tiến hóa bí ẩn. Wow, xịn vậy. Ý, trời ơi, chưa kịp đánh Raiden Boss nữa. Ý, Raiden chơi mà chơi chạy, lạy thiệt chứ. Rồi, ở đây còn có cái kim tự tháp nữa. Và có vẻ đây là một cái kim tự tháp mới. Ok, vậy thì ngon. Ui dạ, trời. Gì mà cần giật dữ vậy? Ui no. Ok. Ây dạ. Gì mà cần giật dữ vậy? What the heck? Rồi cẩn thận nha, đừng có nổ. Trời ơi, xíu nữa là nổ banh nhà lòng rồi. Mẹn đất ơi. Billy. GS Bon. Ý. Ôi, không có GS Bon rồi. Mình hết hên rồi các bạn ơi. Hôm bữa lụm liên tù tì, bữa nay không có cái nịt nữa. Cái chạc khô này có thể giúp tăng sức mạnh kỹ năng hệ lửa nè. Ê, được cái chứ.
mình sẽ gắn cho Kyurem Advance. Ủa lộn, Kyurem White Firm chứ. Hợp lý, hợp lý. Còn bây giờ thì tiếp tục lên đường thôi. Trước khi đi thì cũng... Kế bên mình còn có một cái hội quán các bạn ạ. Wow, được rồi ta. Ui, hình như đây là hội quán thợ mỏ hay sao các bạn ơi. Trong đây mình thấy thợ mỏ các thứ quá trời nè. Hello, đây là đây là hội quán đá các bạn, Rock Gym. Còn đây là trainer đầu tiên. Quay chiến này căng rồi, chiến này căng rồi các bạn. Không dễ để đương đầu đâu nha. Người ở dưới thôi mà đã cấp 82, Pokemon cấp 82 rồi. Đối thủ tiếp theo còn là Aerodactyl, một Pokemon cổ đại luôn mấy ác. Quầy. Nhưng mà không sao, Necroma vẫn làm được các bạn ơi. Rồi, Rockfall nè. Để coi coi, đá đánh nhau với đá luôn. Úi dồ. Im, Necroma có vẻ vẫn quậy ổn các bạn ơi. Tiếp theo là đoạn này. Đoạn này có vẻ là không thấm thía Robot Bass lắm các bạn ơi. Đoạn này thì có vẻ đỡ hơn nè. Càng đấy hội quán này không dễ chinh phục đâu các bạn ơi. Rồi xong phim, chúng ta đã đánh bại được trainer đầu tiên. Rồi đây là hội quán boss rồi. Úi dồi. Với kèo này thì chắc đội hình mình phải có một chút thay đổi đó. Mình sẽ đưa Kyurem God vào trận. Kyurem Baby. Tiếp theo là Kyurem Nguyên Thủy. Đội hình toàn Kyurem không các bạn. Necroma thì mình sẽ thay bằng người bạn đầu tiên của mình, Blastoise. Latios hả? Mình sẽ thay bằng Zacian trắng. Ok, bữa nay mình sẽ sử dụng đội hình toàn là Kyurem không á. Let's go. Vô luôn nè. Vậy đối thủ là Makaro. Một em option lửa các bạn. Có vẻ căng đấy. Ui nhưng mà không sao, Kyurem God làm được các bạn ơi. Qua nay chưa có kịp ra trận nè. Tiếp tục nào Kyurem God. Ui xời ơi. Để coi bữa nay Kyurem God có thể gánh tem giúp mình hay không. Ui xong rồi, có vẻ được các bạn ơi. Ui tiếp theo toàn là Trainer Bot không cơ. Nãy Kyurem God rồi đúng không? Giờ thử cho Kyurem Nguyên Thủy đi. Đâu thể nào mà thua thiệt được. Ok, cố lên nha Kyurem Nguyên Thủy. Tấn công nào. Lại là em option lửa. Ui, giờ còn có Pokemon cổ đại nữa nè. Em rùa cổ đại các bạn ơi. Ai ôi. Ý, vẫn knock out được. Hay lắm Kyurem Nguyên Thủy. Rồi, vậy còn Kyurem Baby nè. Nào nào, đừng để thua thiệt hai người anh em Kyurem kia nha. Ui sao toàn là Makaro vậy. Hình như hội quán này rất là thích bắt mấy em option lửa các bạn ơi. Dynamax thử coi. Cho Kyurem Baby ha. Ui, nóc ảo luôn nha. Em sang hô cũng bị nóc ảo tiếp luôn. Quầy tính ra mình chọn cái đội hình Kyurem này hơi bị hợp lý ha. Có vẻ là chúng ta sẽ dễ dàng lên tầng tiếp theo đây. Giờ còn ai ta? Zacian. Nãy giờ Kyurem quẩy căng rồi, giờ tới Zacian đi. Cho em quẩy đồ các thứ ha. Low combat nè. Không knock out được. Còn một xíu hả các bạn à. Tiếp theo là Gigalit. Knock out không? Vẫn không các bạn ơi. Còn có 3% máu thôi. Không sao. Đối thủ lần này là Archer. Wow, tiếp tục là một Pokemon cổ đại các bạn. Hội quán này có vẻ là rất là nhiều trainer sở hữu Pokemon cổ đại ha. Sắp tới chắc mình phải học hỏi kinh nghiệm từ cái hội quán này quá. Ok, giờ thì tới lượt ai ta? Urshifu. Dạ xua. Nãy giờ Urshifu xem mấy đồng đội khác đánh nhau cũng nhiều rồi, chắc lần này Urshifu sẽ thể hiện tốt đây. Ui, nhanh vậy. Xong tiếp rồi các bạn ơi. Đây sẽ là một cái dịp rất là lý tưởng để cho Urshifu của mình luyện cấp luôn đó nha. Ok, Dynamax lên luôn. Tung thêm một đòn nữa nào Urshifu. Alright. Và sau khi đánh bại được những trainer phía dưới thì chúng ta sẽ lên trên và đối mặt với chủ hội quán. Cái anh này nhìn ăn mặc giản dị hết các bạn. Ổng như ai đó đội nón xanh, mặc quần xà lỏn, mang dép tiền kìa. Ở tùm lum.
Thôi bỏ qua vấn đề outfit đi. Giờ thì chúng ta sẽ thách đấu chủ hội quán Rock này ha. Chưa gì chủ hội quán đã đưa Agong ra rồi. Wow. Nhưng mà kèo này mình sẽ đặt niềm tin vào Blastoy. Ok, cố lên lắp Blastoy, người bạn đầu tiên của mình. Ui da, ai da, căng cực rồi. Có vẻ ngang tàn ngang sức các bạn ơi. Ừ, tiếp theo là á thần Tyranita. Ui ổn không ta? Blastoy cố lên. Ừ, Blastoy cũng đã có rẻ được rất nhiều máu các bạn. Hay lắm, hay lắm. Tiếp theo mình sẽ cho đội hình Kyure của mình ra trận nha. Nhỏ ra trước đây. Kyure baby. Nice. Đối thủ kế tiếp sẽ là một em cua đá các bạn ơi. Rustle. Knock out luôn. Ủa? À không, Rustle knock out Kyure nhà mình. Oh no. Dữ vậy. Vậy thì Cloud Combat. Yeah, Zacian đã trả thù được rồi. Tới lượt Bastiodon à. Ui, ê, hình như em này lần trước mình bắt hụt nè các bạn. Trả thù luôn. Trả thù cá nhân. Ui, Bastiodon còn có khả năng hồi phục nữa à. Ây ui, gắt vậy ta. Rồi, đánh cũng thốn lắm nha. Nhưng mà không sao, Zacian Fusion có thể gánh tem được các bạn ơi. Hôm bữa mình mới tăng chỉ số mà. Ồ, đối thủ lần này là Onyx. Em rắn đá à. Knock out luôn không? Vẫn không nha. Nói chung thì rất ổn nha. Kèo này thì có vẻ Zacian làm tốt rồi các bạn ơi. Úi, à, Pokemon cuối cùng. Vẫn là Pokemon cổ đại Amado. Được đấy chứ. Ôi trời, Amado knock out Zacian rồi. Vậy thì Urshifu, hãy thể hiện sức mạnh đi cưng. Hay Urshifu đã kết thúc cái màn so kèo này rồi các bạn. Và ta-da, chúng ta sẽ được huy hiệu hội quán cục thang, đồng thời thêm đĩa kỹ năng Santon ha. Alright. Yes. Nói chung thì cũng cảm ơn anh chủ hội quán vì cái huy hiệu hội quán tuyệt vời này ha. Quay huy hiệu này nhìn cũng được các bạn. Ừ, nhìn cũng giống cục than á. Ấy, nhưng mà vấn đề ở dưới là người ta có để cái đồ trưng bày không ta? Ờ, không có đồ trưng bày. Ủa, còn giao nhiệm vụ cho mình á. Bạn có thể du hành tới Nether và cho tôi biết về nó sau đó không? Ok. Tại nay tôi vui vẻ vẻ nên là tôi mới nhận nhiệm vụ á nha. Nào rảnh tôi trở lại tôi trả cho. Ồ, ở đây còn có Kangaskhan Boss các bạn. Đúng lúc là Urshifu mình nãy giờ luyện cấp cũng nhiều nhiều rồi nè. Thử dụng Mac Knuckle thử coi. Ui à, ui xong rồi. Ui xôi, phản đòn. Có vẻ ổn các bạn ơi, nhưng mà không biết lượt tiếp theo Urshifu có. Ui không chịu nổi các bạn. Hơi su cà na ha. Nhưng mà không sao, Zacian của mình vẫn còn close combat nha. Nó trả thù cho Urshifu liền. Được thêm một viên đá Z hệ tiên. Nhưng mà tình hình là mình vẫn chưa có tới được cái vùng biển nào gần đây hết các bạn ơi. Ừ, không gặp được vùng biển thì lấy đâu gặp mấy cái đảo giờ. Đây nè các bạn ơi. Let's go. Yes. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã tìm được cái đảo nấm rồi. Và trên này sẽ có những cái cây nấm max cho mình nha. Nice. Ủa? À, ba cây nấm thì mình mới làm được một tô súp max các bạn ơi. Alright. Ủa? Còn có trainer trên đảo nấm này nữa. Uầy, được cái ta. Thử khiêu chiến với thanh niên đó luôn không các bạn? Nhưng mà khoan, để mình làm một cái tô súp mắt cái đã. Ê. Nhưng mà vấn đề là mình không biết nha. Ví dụ như Charizard ở hình dạng God, khi mà Gigantamax lên thì có sở hữu, ủa kiểu như có giữ nguyên được cái sức mạnh hiện tại không?
hay là chỉ sở hữu sức mạnh của cái dạng Gigantamax không á các bạn? Mình cũng đang khá là thắc mắc nha. Ơ nhưng mà khoan, mình sẽ dành cái này cho người bạn đầu tiên của mình mới đúng chứ. Đúng rồi, dù sao Blastoise cũng là Pokemon khởi đầu của mình đó các bạn. Đây, nên là mình sẽ cho Blastoise sức mắt ha. Đó, xong phim. Và bây giờ trên người của Blastoise đã có ký hiệu Gigantamax rồi nè các bạn. Thế nên là mình sẽ lấy thêm những cái kẹo mắt mà chúng ta farm từ nãy tới giờ cho Blastoise ăn thêm đó, để tăng cái sức mạnh khi mà Dynamax lên các bạn ơi. Ủa, Gigantamax lên. Alright, vô luôn. Đấy đấy, Gigantamax lên cái nhẹ nha. Úi giời. Đấy. Wow, cái lưng ngầu đét luôn các bạn. Quá trời sốn luôn kìa. Ui, hình như trainer này chuyên Pokemon khỉ hay sao các bạn. Thêm một em khỉ khác nữa cơ. Bụp luôn. Quá dữ. Ở đây còn trainer khác. Ủa sao giống thanh niên hồi nãy vậy. Ơ cơ, anh em cây khế sao vậy? What? Ủa, ở đây còn có em cua nữa. Parasect. Ê, được nha, mình chưa có em cua này các bạn ơi. Nếu vậy thì chắc là mình phải bắt em về đội thôi. Đi do ra phone sweep nào. Ê, bắt em cua này luôn. Phone sweep. Đó, vậy cho chắc ha. Đây là Pokemon đầu tiên trên đảo nấm mà chúng ta bắt được các bạn ơi. Hy vọng là vậy á. Ultra Ball đi. Em này cấp 40 nên là mình không dùng Nest Ball ha. Phải cấp thấp xíu thì mình dùng Nest Ball chắc sẽ ok ha. Ở đây nè, Ultra Ball vẫn tốt nha. Alright. Thêm một em mang xong hệ bọ và lá về đợi. Tiếp tục công việc hái nấm của mình thôi. Mình sẽ hái nhiều một xíu. Ôi trời, nấm mắt đôi luôn kìa. Wow. Trúng mánh rồi các bạn ơi. 12 là làm được 4 tô súp rồi. Ui, 15. Ủa, 14 thôi. 15, 5 tô súp rồi nha. Ê, rồi, nãy giờ là cũng được gần 7 tô súp các bạn ơi. Ở đây, còn nữa nè. Hái luôn. Quá đã. Hái hết cái khúc này thì mình sẽ được đâu đó cỡ 27 cây nấm mắt các bạn ơi. Ôi, ở đây, còn cây nữa. 28. Gom lại coi, mình sẽ làm được 9 tô súp. Wow. Tích giả mang luôn. Để vô trong liền. Rồi mình sẽ lần lượt cho từng em ăn súp ha. Để coi em nào tiếp theo ta. Ê, đội hình mình có Urshifu sẵn luôn nè. Được á, cho Urshifu ăn cái súp mắt ha. Bởi vì Urshifu có cái dạng Gigantamax hơi bị chất luôn các bạn. Để cho bạn nữ này chiêm ngưỡng sức mạnh Urshifu khi mà Gigantamax nha. Rồi, Gigantamax lên coi. Đó, chất lượng như ba thằng mờ luôn. Ôi, ở đây còn một cây nấm mắt nè các bạn. Mình hái sót à. Rồi, chúng ta chiến đấu với bạn nữ này nhanh rồi đi hái nấm ha. Và như hồi nãy mình đã nói ha, mình sẽ thử cho Charizard của mình ăn súp mát các bạn ơi. Mình không biết cái đó có ảnh hưởng gì tới thể trạng của Charizard hay không á. Mình đoán là sẽ không á các bạn ơi. Rồi, cứ cho ăn trước đi, hậu quả tính sao. Liều ăn nhiều. Thử coi, Gigantamax lên. Ok, Gigantamax thành công các bạn ơi. Vẫn được nha. Uầy, và sau khi Gigantamax thì em vẫn là Charizard của mình thôi hả? Không có bị đổi hay dạng các bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn. Tính ra bữa nay mình cực kỳ hên luôn á. Làm gì được nấy các bạn. Tìm đảo nấm thì cũng tìm được, huyền thoại thì bắt được hai em ơi. Hội quán thì chinh phục được hội quán boss luôn mới đã. Bây giờ thì thôi được rồi, mình thấy nhiều đây đã rất là hên đối với mình ha. Chúng ta không nên tham lam tiếp đâu các bạn. Mình sẽ tranh thủ đi về nhà. Ôi, nhưng mà khoan, ở đây là Gigados trong một cái den các bạn ơi. Mặc dù mình đã có Gigados rồi đây nè, nhưng mà Gigados của mình thì chưa có ăn kẹo mắt các bạn. Thôi được, với kẹo này
mình sẽ cho Zekrom thử sức đi. Ừ, sẵn tiện coi coi có hốp được thêm một nhóc Gigados không. Ồ, đây là dạng thường á, chứ không phải dạng shiny. Ừ, hình như bữa giờ mình chưa gặp Pokemon shiny nào trong cái đen hết các bạn ơi. Ừ, test sức mạnh Zekrom baby nè. Đã, em vẫn tấn công rất là tốt á. Có vẻ là kèo này sẽ thắng nhanh thôi các bạn. Ừ, thêm một đòn Mach Lightning nữa. Chuẩn bị nè Zekrom, hay lắm cưng. Rồi. Ê, trò nhóc này không cho kẹo mắt các bạn ơi. Xu vậy. Rồi bắt ẻm ra, được không? Chắc là được. Ê, được cái nịt. Từ chối thẳng thừng luôn à. Ôi, về gần tới nhà mà còn gặp boss nữa. Lại là Charizard boss cấp độ màu xanh này, là hình như là Ultimate các bạn. What the hell, what the hell. Đội hình của mình hiện tại thì ổn ta. Thôi trước mắt mình cứ test trước đi. Tại vì bữa nay thành viên Charizard God của mình mới được ăn súp mắt nữa mà. Ngại gì dết bẩn. Vô luôn. Ok, chuẩn bị Gigantamax cho Charizard God của mình nha. Ê, cái gì? Bị Rayquaza knock out rồi. Thôi xong rồi. Ê, Zekrom chịu nổi một hit các bạn ơi. Phản đòn. Ui, Outstrength của Zekrom có vẻ là không quẩy nổi rồi. Kyurem Advanced thì sao? Outstrength không chịu nổi các bạn ơi. Tại vì em mới cấp 72 thôi. Khó nha, khó nha. Mấy em này thì hôm nay chưa có được luyện cấp nhiều á các bạn. Nên là việc gánh tem chắc là sẽ rất là vất vả đây. Thôi được rồi, đã là Rayquaza thì mình cũng cho Rayquaza ra trận luôn. Kèo đấu giữa hai Rayquaza nha các bạn. Một bên là Rayquaza Ultimate, một bên là Rayquaza Necro thôi. Nhưng mà khoan, để xem Rayquaza Necro mình chịu nổi một hit nha. Rồi Rayrandan trước cái đã. Chuẩn bị, lần này mình sẽ Dynamax cho Rayquaza Necro lên liền. Ok, đây rồi. Lập kèo thôi các bạn ơi. Có vẻ là Rayquaza Necro vẫn đủ sức để đánh bại Rayquaza Boss nha. Hi. Yay, thành công rồi. Lại lượm thêm được một cái răng rộng. Wow, mai mốt gặp Rayquaza Boss thì cứ đưa Rayquaza Necro thôi là khắc chế cứng luôn các bạn. Quá đã. Nói chung ngày hôm nay là một ngày vô cùng may mắn đối với mình rồi các bạn à. Bởi vì mình vừa có Kyurem White Form nè. Rồi còn Gigantamax cho 3 Pokemon của mình nữa. Trời ơi, em nào khi Gigantamax cũng đã hết các bạn. Và sắp tới mình còn rất là nhiều Submax các bạn ơi. Nên là mình có thể Gigantamax cho thêm được rất là nhiều Pokemon khác nữa nha. Hy vọng là những em đó sẽ có thể đồng hành và giúp mình gánh tem cực mạnh ha. Chưa hết đâu, mình còn có thêm một cái huy hiệu hội quán hình cục than nữa nè. Nói chung thì rất là tuyệt vời luôn. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Laproot hay là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop và lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.